Thưa quý vị, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 cấp tỉnh, đã kiểm tra điểm thi ở một số địa phương trước khi kỳ thi chính thức diễn ra vào ngày mai 9 tháng 8. Lãnh đạo tỉnh đặc biệt chú trọng đến các điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở các điểm thi. Qua kiểm tra hội đồng thi đặt tại trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng thành phố Vũng Tàu, Trung học phổ thông Minh Đạm ở huyện Long Điền, Trung học phổ thông Dương Bạch Mai huyện Đất Đỏ, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lưu ý cán bộ phụ trách các điểm thi thực hiện nghiêm những hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục Đào tạo, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Cả nước hiện nay là đang chung tay phòng chống dịch. Cho nên cái kỳ thi này diễn ra như thế này là hết sức thận trọng, phải thực hiện nghiêm túc các cái quy định về phòng chống dịch. Chắc chắn là sẽ vất vả hơn. Nhưng qua một cái vòng kiểm tra thì tôi thấy rằng tôi rất yên tâm là mọi công tác chuẩn bị đến thời điểm này có thể nói là đã hoàn tất, sẵn sàng cho việc triển khai cái kỳ thi diễn ra một cách an toàn. Theo báo cáo của Sở Giáo dục Đào tạo, tính đến thời điểm này, trong tổng số gần 11.500 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, có một trường hợp thí sinh tự do phải thi vào đợt 2, do thí sinh này tham gia hội thao tại Đà Nẵng, khi về có biểu hiện ho. Thí sinh này đang được cách ly tại Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ. Xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính, thí sinh vẫn tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và sẽ có kết quả vào ngày 10 tháng 8 tới.